Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở chợ Cái Ngang của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long các bạn ơi. Hôm nay mình đến nhà của anh Mồi. Anh có giao lưu với anh em ba gốc mai tàn nha. Rồi bắt đầu vô anh quay chi tiết cho các bạn xem. Xíu nữa anh Mồi sẽ báo giá công khai luôn. Anh em nào thiện chí gốc nào thì liên hệ trực tiếp với anh Mồi để mình sở hữu các bạn ơi. Rồi đầu tiên mình quay gốc mã số 1 cho các bạn xem các bạn ơi. Đây một gốc mai tàn nha, cái tàn khá lớn các bạn. Ở đây lý do ở ngoài lúc này nó nắng quá các bạn ơi. Anh Mồi mới đem vô trong nhà nha. Ở đây vị trí nó hơi hẹp, mình quay từ từ thôi cho các bạn xem cho nó rõ nha. Gốc này chiều cao tầm khoảng nhiêu vậy anh Mồi? Khoảng 4 mét. 4 mét ha anh. Cái này tàn nguyên thủy ha anh? Tàn nguyên thủy. Còn cái chiều ngang nó khoảng nhiêu anh? Chiều ngang nó khoảng 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi ha. Đây. Mình chia sẻ cái mặt bông luôn anh Mồi ơi. Mặt bông là từ 5 đến 9. Rồi, từ 5 đến 9 cánh ha anh. Đây. Cái tàn rất là lớn nha anh em. Mình đi tổng thể cho các bạn xem luôn. Mình biết cái tuổi đời cái này khoảng bao nhiêu năm chưa anh? Cái này tuổi đời nó chắc khoảng 30-35 năm. Dạ, còn tơ, cây còn tơ anh? Đây. Ở đây tại để trong nhà, vị trí ánh sáng này nó cũng hơi tối tối xíu nha anh em. Có gì anh em xem anh em thông cảm nha. Đây. Cây này một cốt đi lên nha anh em. Đây, cốt thẳng đi lên nha, lắc lượng luôn. Tàn rất là đẹp. Cái tàn này thì về là mình có thể mình concessor rồi mình chặn ra được lớn nữa các bạn. Rồi vô quay cái thân gốc với đế cho bạn xem. Đây nồi đế đây. Cây đế rất là đẹp nha. Đây nồi đế đây. Cây có lên xù vô không anh? Này nó mới lên xù cám à. Dạ. Đang nhóm lên ha. Đây nồi đế này nè. Hết hồn luôn. Cái này chứ đế nguyên si luôn, mình chưa khai thác gì ha anh? Chưa ta trồng sẵn vậy rồi bứng về vậy luôn. Dạ. Thân sắn cũ nở nha anh em. Đế nè, tất cả các mặt đều có hết. Đây mặt phía này nha. Để làm như cái hình thú ha. Đây nguyên bệ nè anh em. Cái thằng phía này nha, một cốt đi lên nha. Cái này chắc anh em nào thiện chí anh em đến tận nhà của anh Mồi để anh em xem đi cho chi tiết nha. Đây. Thân nó xoắn nhẹ nha anh em. Rồi hoành chuẩn nhiêu anh? Hoành chuẩn 61. Rồi 61 phải anh. Rồi anh đâu xích trên xíu nữa anh. Rồi 56. Rồi anh Mồi sẽ ảo thử cái nồi đế đặt cho anh em xem nha. Khoảng 200. 2 mét ha anh. À. Anh đâu đừng kính ngang cái bầu này khoảng nhiêu anh? Đứng ngang 108. Rồi, cái bầu này anh bứng một gần mét mốt anh em. Rồi, cái mặt tàn phía đây luôn nha. Rồi, gốc mã số 1 này nếu anh em nào thiện chí muốn sở hữu là mình giao lưu giá tầm khoảng nhiêu vậy anh Mồi? 80 triệu. Rồi, 80 triệu ha anh. Rồi 80 triệu bao xếp 200 km các bạn ơi. Anh em nào thiện chí có số 1 thì alo trực tiếp anh Mồi nha. Số điện thoại anh Mồi mình để trên phần tiêu đề video. Rồi tiếp theo mời các bạn tham khảo gốc mã số 2 nha. Một gốc mai tàn nguyên thủy luôn các bạn ơi. Ở đây do cái vị trí nó nhiều bó cảnh anh em. Đây hai cây nó anh để gần quá, cái đầu tàn nó giao nhau nha. Cái tàn mình thấy tương đối nó đều nha. Cái này chiều cao tầm khoảng nhiêu vậy anh Mồi? 4 mét ha. Còn tán ngang tầm khoảng nhiêu anh? Tán ngang khoảng 3 mét rưỡi. Rồi, tán ngang 3 mét rưỡi. Mình chia sẻ mặt bông luôn anh. Từ 5 đến 9. Rồi, từ 5 đến 9 cánh luôn. Đây các bạn ơi. Đường vòng nha. Phía trong kia thì nó ngược sáng nè, nó hơi tối nha. Mình quay phía ngoài đây cho anh em xem. Đây. Cây này đài đặc biệt bộ đế rất là đẹp nha. Đế nổi lên hết luôn. Đế sổ lớn lực nha. Cái tàn tròn nha anh em. Tại đây anh để hai cây nó cận nhau nên nó giao nhau, mình nhìn không có ra cái tàn nha. Tàn rất là tròn. Rồi đây là cái nồi đế đây. Cây có lên xù vô không anh? Cái này cũng lên xù cám thôi mà nó. Dạ. Chưa lên xù cũng thôi mà mình tính không có lên xù đi. Dạ, bán cây gì mình tính cây trơn cho anh em ha. Đây bộ đế nè anh em. Đế nơm. Ghế lớn nè, rất là lực. Đế là hết cái bầu luôn. Tuổi đời cái này sao anh? 30 năm. 30 năm hả anh?
Để này là mình nguyên zin luôn anh. Nguyên zin người ta trồng sao mình đứng về vậy chứ chưa có làm gì trơn. Dạ. Đây thân lực nha. Qua mặt kia mình quay cho các bạn xem. Rồi đây mặt phía bên đây nha. Ở đây nó đặt nguyên khối luôn nhìn nè. Lớn nha. Lớn lớn luôn. Dạ. Để có hết nha. Cái này anh đem về anh chưa có khai thác gì luôn. Nguyên xiên nguyên kiện luôn. Rồi mặt phía đây luôn. Do đây là cái clip đầu tiên anh em nên ảnh giao lưu quý giá hữu nghị nha. Anh em nào có alo là có chốt nha anh em. Cây mã số 2. Rồi mình cho các bạn cái thông số gốc số 2 luôn à. Anh Mồi ơi. 60. Rồi 60. Rồi phía trên cao là 53 anh em ơi. Khoảng 200. Khoảng 200 ha. Rồi nồi đế đặt khoảng 200 anh em. Đế là hết cái bầu luôn nha. Như 30. Rồi 30 rồi ok anh ơi. Rồi số 2 này mình giao lưu với anh em giá tầm khoảng nhiêu vậy anh Mồi? 75 triệu. Dạ. Yeah. Bao ship. Rồi 75 triệu các bạn ơi. Bao ship 200 km ha anh Mồi. Rồi anh em nào thiện chí thì alo anh Mồi nha. Mã số 2. Rồi tiếp theo mời các bạn tham khảo góc mã số 3 nha. Một cây mai tàng các bạn ơi. Cây này anh chia sẻ là nó đang lên xù. Cái này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh? Rồi chiều cao 3 m. Giữ giá 7.000 á thì một cốt đi lên các bạn ơi. Cái tàng rất là tròn nha. Tán ngang tầm khoảng nhiêu anh? Rồi tán ngang 3 mét. Mình chia sẻ mặt bông luôn anh. Rồi từ 5 đến 9 cánh luôn. Cái này cái tàn tròn nha. Cái này anh có con sơ sơ nhẹ nhẹ cho các bạn. Cho tàn nó đều nha. Cái này lên xù khoảng nhiêu phần trăm rồi anh Mồi? 30% anh. Đây nó lên đặt mấy cái thân này anh. Nó phụ cục lên ha. Đây mặt phía đây luôn đây mà. Cái này chắc lâu nó dính nhau anh. Mấy cái chi cành anh. Nó cũng lạ lạ ha. Đây để sụ lên mấy cái nách hết anh em. Đặt hết trơn nha. Lên sạch hết trơn nha. Đây nhìn có viên ha. Tạng tròn nha. Ở đây vị trí nó hẹp quá anh em ơi. Mình quay cũng hơi khó nha, chắc này để ngoài qua trống nó anh em sẽ xem nó rõ hơn nha. Dạ. Rồi đây đế này mình có làm hết đế chưa anh? Đế nguyên si luôn ha. Dạ. Mai xù về đế cũng ok rồi anh ơi. Thường xù nó yếu đế anh. Này nó cũng nở đế. Dạ. Rồi mình cho các bạn cái thông số góc này luôn anh. Rồi 56. Rồi 53. Anh đo thoát thân luôn khoảng nhiêu anh? Đế cái này cũng đều nha anh em. Rồi thoát thân 47. 26. Rồi 26 anh em ơi, ok anh ơi. Rồi rồi. Rồi anh quay cái bộ tàn vàng xương từ dưới lên trên cho anh em xem nha. Cây này tàn đẹp nha anh em. Một cây mai xù. Rồi số 3 này kết thúc video mình giao lưu với anh em giá nhiêu em Nội? Giá 40 triệu. Rồi 40 triệu anh. Bao ship 200 km anh. Rồi ok anh ơi. Rồi góc số 3 góc mai xù nha anh em. Anh Mồi giao lưu với anh em là 40 triệu. Bao ship cho anh em 200 km nha. Rồi anh em nào thiện chí thả alo trực tiếp anh Mồi để mình sở hữu. Số điện thoại anh Mồi để trên phần tiêu đề video nha anh em.